Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Công nghệ và đời sống. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm công nghệ rất là hay và hữu ích trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Mời các bạn cùng đón xem video clip này nhé. Rồi, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ test thử cho các bạn xem là hai chiếc kích điện như thế này thì nó có khác biệt gì nhau không nha các bạn. Thì trước tiên test thì mình cũng nói sơ qua về hai chiếc kích điện này. Thì đầu tiên là chiếc kích điện Shure này có công suất là 1000W. Thì những dòng kích điện Shure thì cái công suất của nó là công suất thực nha các bạn. Thì cái này nó là 1000W thì chúng ta có thể chạy được mát là 1000W. Và cái dòng kích Shure này nó là dòng kích sinh chuẩn nha các bạn. Thì cái dòng kích này mình mua với giá là 1,6 triệu nha các bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một chiếc kích bên đây. Thì chiếc kích bên đây mình mua với giá là 500.000. Như vậy là các bạn nhìn cái thông số của hai cái chiếc kích này, các bạn có thấy ngạc nhiên không? Cái chiếc kích này, cái công suất của nó chỉ là 1000W mà mình mua tới 1,6 triệu. Mà trong khi cái kích bên đây công suất là 1200W mà mình mua có 500.000. Vậy cái khác biệt ở đây nó là gì? Thì mình cũng xin nói cho các bạn, cái dòng kích này nó không phải là dòng kích sinh chuẩn nha các bạn. Và cái công suất mà nhà sản xuất họ ghi trên đây là 1200W. Nhưng thực chất cái 1200W này nó không phải là cái công suất thực cái kích điện này nha các bạn. Nhiều bạn mới chơi năng lượng mặt trời, các bạn phải chú ý những cái dòng kích mà nó không có tên tuổi, những dòng kích trôi nổi trên thị trường thì nó sẽ đề những cái thông số ảo. Ví dụ như cái kích này của mình nó đề là 1200W. Nhưng mà thực chất cái kích này chúng ta chỉ sử dụng dưới 500W thôi nha các bạn. Nếu mà chúng ta mà sử dụng trên 500W là cái kích này nó sẽ tự động nó ngắt ngay. Nó không cho chúng ta sử dụng trên 500W. Và tại sao nếu mà sử dụng 5 hoặc 600W thì tại sao trên kích họ lại đề là 1200W? Các bạn, rất là nhiều bạn mà chưa rành về những dòng kích điện thì các bạn dễ bị nhầm lẫn ở cái chỗ này. Cái 1200W này nó không phải là công suất thực, mà cái 1200W này nó chính là công suất khởi động. Vậy cái công suất khởi động là công suất gì? Mình ví dụ cái chiếc máy bơm đó có công suất là 1000W. Thì khi mà chúng ta khởi động cái máy bơm đó thì cái máy bơm đó nó cần 2000W điện để nó khởi động. Nhưng mà khi mà nó khởi động được cái máy bơm lên rồi thì lúc đó cái máy bơm đó nó chỉ cần sử dụng 1000W. Thì cái công suất khởi động này, 1200W này nè các bạn, đó chính là công suất khởi động. Nó có thể khởi động các thiết bị lên tới 1200W. Nhưng mà nó không thể duy trì cái 1200W này trong thời gian dài. Nó chỉ duy trì 1200W này trong vòng khoảng vài giây thôi nha các bạn. Như vậy là cái dòng kích này là 1200W, nó là cái dòng khởi động. Trong khi đó, cái dòng kích Shure này cũng là 1000W. Nhưng mà đây là cái dòng kích 1000W thực nha các bạn. Ví dụ cái dòng kích này 1000W, các bạn có thể chạy đủ 1000W. Nếu mà chạy trên 1000W thì cái kích này nó mới ngắt. Những dòng kích sóng sinh chuẩn này thì nó tương đương với điện lưới quốc gia mà chúng ta đang sử dụng. Còn đối với những dòng kích sóng xuyên mô phỏng này thì nó mô phỏng cái hình sóng xuyên chỉ đạt được trên dưới 80% thôi nha các bạn. Vậy những dòng kích sóng xuyên mô phỏng này khi mà chúng ta sử dụng các thiết bị điện, ví dụ như đây là quạt nè các bạn,
thì nó có ảnh hưởng gì không? Thì mình cũng nói luôn, đối với những dòng cướp sóng xuyên mô phỏng này, khi mà chúng ta sử dụng những thiết bị tải kèm, thì cái vòng tua của những thiết bị tải kèm đó nó sẽ giảm xuống và nó sẽ tạo ra những tiếng hú khi mà chúng ta sử dụng những thiết bị có tải kèm. Còn đối với những thiết bị không có tải kèm thì nó sử dụng tương đương với những dòng kích này nha các bạn. Ví dụ khi mà chúng ta sử dụng những bóng đèn thì cái kích này nó làm sao sang cái kích sóng siêu mô phỏng này nó tương đương như vậy. Thì nói chung những cái dòng kích sóng siêu mô phỏng như thế này thì chúng ta sử dụng như là bóng đèn, sạc laptop, sạc điện thoại, nấu cơm, nói chung là những thiết bị không có tải kèm thì xài rất là tốt nha các bạn, nó không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà đối với những thiết bị có tải kèm như là quạt máy, motor bơm nước, máy giặt, máy lạnh, đó là những thiết bị có tải kèm. Những thiết bị có tải kèm đó thì cái dòng kích sóng siêu mô phỏng này nó vẫn sử dụng được nha các bạn. Tại vì nó mô phỏng nó giống đến 80% cái sóng siêu chuẩn. Cho nên nó sử dụng vẫn vẫn được nha các bạn, chứ không phải là không được. Nó vẫn sử dụng tốt. Nhưng mà những thiết bị của chúng ta nó sẽ phát ra những tiếng hú. Và hôm nay tiện đây mình đang có hai cái dòng kích sóng siêu chuẩn và một cái sóng siêu mô phỏng. Thì mình sẽ test cho các bạn xem là cái sự khác biệt giữa sóng siêu chuẩn và sóng siêu mô phỏng là như thế nào. Và bây giờ cái thiết bị mà mình test, mình sẽ sử dụng chính cái quạt điện này luôn nha các bạn. Đây là cái quạt điện 220V có công suất là trên 50W. Và bây giờ mình sẽ tiến hành test thử cho các bạn cùng xem. Thì đây là cái vít cắm của quạt này các bạn. Mình sẽ tiến hành cắm vào cái kích sóng siêu chuẩn trước để mình cho các bạn thấy là cái quạt này nó chạy rất là êm như thế nào nha các bạn. Như vậy là mình vừa cắm vít quạt vào cái kích điện sóng siêu chuẩn và cái quạt của chúng ta đã chạy. Và các bạn xem quạt chạy rất là êm và cái vòng tua của nó rất là mạnh nha các bạn. Nói chung là điện lưới làm sao thì nó tương đương như vậy, nó không khác biệt gì các bạn. Quạt chạy rất là êm và cái vòng tua của nó rất là mạnh, gió rất là mạnh. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục test thử là cái sóng siêu mô phỏng của cái kích này nó sẽ như thế nào. Và bây giờ mình sẽ rút cái dây quạt này ra. Như vậy là mình đã cắm cái vít quạt vào cái kích sóng siêu mô phỏng rồi nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ bật lên để mình test cho các bạn xem là cái sóng siêu mô phỏng này khi mà nó chạy những thiết bị có tải kèm thì nó sẽ như thế nào. Mình sẽ tiến hành bật công tắc. Như các bạn đã thấy, chiếc quạt điện của chúng ta nó vẫn chạy. Nhưng mà các bạn để ý kỹ, các có nghe thấy tiếng động cơ nó kêu hơi kêu o các bạn. Đó. Đó là do cái sóng siêu mô phỏng này nó không được tinh khiết như sóng siêu chuẩn. Chính vì thế, những thiết bị có động cơ tải kèm như thế này nó sẽ phát ra tiếng o. Và cái vòng tua của cái quạt này mình có cảm giác là nó bị giảm xuống nha các bạn. Tuy là nó giảm không nhiều, nó chỉ giảm xuống khoảng 10 đến 20%.
Có nghĩa là nó không được mạnh khi mà chúng ta đang sử dụng cái sóng sinh chuẩn các bạn. Cái sóng sinh chuẩn thì cái tốc độ gió của nó rất là mạnh. Nhưng mà khi mà mình chuyển sang cái sóng sinh mô phỏng này thì mình cảm giác là cái gió của nó yếu đi khoảng 10 đến 20%. Và cái động cơ nó phát ra tiếng o o o o. Và đây là cái kích sóng sinh mô phỏng nè các bạn. 1200W. Thì với cái cao thì với cái kích sóng sinh mô phỏng này thì chúng ta sẽ chạy 500W đổ xuống là thoải mái nha các bạn. Thì cái quạt này của mình nó chỉ có công suất hơn 50W thôi. Thì như vậy, trên lý thuyết với cái kích sóng sinh mô phỏng này mình có thể chạy được 10 cái quạt như thế này. Mình chạy cùng lúc 10 cái quạt vẫn ok nha các bạn. Với giá chỉ 500.000. Trong khi đó, cái dòng kích sóng sinh chuẩn này 1000W mà chúng ta phải bỏ ra số tiền gấp 3 lần số tiền mà chúng ta mua cái kích sóng sinh mô phỏng như thế này. Nhưng mà đối với những thiết bị có tải cảm thì tốt nhất là chúng ta vẫn nên sử dụng những cái dòng kích sóng sinh chuẩn như thế này nha các bạn, để cho nó đạt đủ công suất và thiết bị điện của chúng ta nó sẽ có cái tuổi thọ là bền nhất nha các bạn. Video của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video clip sau. Xin chào tất cả các bạn.